Chào mừng quý vị đã quay trở lại với talk show Chí Tài Lên Mây. Thưa quý vị, trong những số vừa qua chúng ta đã nghe anh Chí Tài chia sẻ về những người nghệ sĩ, những người bạn của anh. Và hôm nay sẽ là một chương trình vô cùng đặc biệt, một số vô cùng đặc biệt khi mà anh Chí Tài sẽ chia sẻ với chúng ta về những danh hài, những người nghệ sĩ hài đã cùng gắn bó với anh trong suốt quá trình hoạt động trong lĩnh vực hài của anh. Và hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ có một cái số thật là nhiều nụ cười cùng với nhau. Đồng ý em nói là nó vui nhộn đó. Dạ. Đôi khi nói về hài thì nhiều khi hài quá rồi là không biết có vui nổi không nha. Dạ. Nhưng mà thôi kệ, bốc thăm coi biết. Tới ai thì biết liền. Dạ. Trước khi anh bốc thăm, em muốn hỏi anh là anh có nhớ là anh đã từng diễn với bao nhiêu nghệ sĩ hài không? À, thật sự là Chí Tài may mắn cái được diễn gần như là hầu hết những gọi là danh hài. Dạ. Ở vừa ở hải ngoại vừa trong nước. Dạ. Được, có thể đếm được bao nhiêu người? Đếm thì không nhớ nổi đâu. Dạ. Chắc trên gần, anh nghĩ cũng phải tầm khoảng hai mấy người. Ừ. Mà chắc chắn là cái người mà ăn ý nhất với anh là danh hài Hoài Linh. Thì Hoài Linh là cái người đầu tiên, thứ gì mà là người đầu tiên làm việc. À, dạ. Thật ra là ăn ý thì không phải anh cảm thấy như vậy mà khán giả đều cảm thấy như vậy. Dạ. Thưa quý vị, chúng ta đều biết anh Chí Tài và anh Hoài Linh là hai người bạn diễn cực kỳ ăn ý với nhau. Tuy nhiên thì trong talk show này thì chúng ta sẽ có nhiều hơn thế nữa. Thật ra nếu như mà diễn ở trên sân khấu có thể ăn ý với nhau, nhưng ngoài đời liệu có ăn ý hay không? Và liệu có những chuyện lúc nào, chẳng không phải lúc nào cũng là vui đúng không quý vị? Sẽ còn những chuyện buồn vui khác nữa. Liệu họ có khi nào giận nhau hay không? Liệu họ có bao giờ xích bích lẫn nhau hay không? Thì những câu chuyện đó sẽ được bật mí trong talk show lần này của chúng ta. Và ngoài nghệ sĩ Hoài Linh thì chúng ta sẽ còn những người nghệ sĩ khác, những danh hài khác, những người bạn của anh Chí Tài. Và bây giờ xin mời anh Chí Tài sẽ bóc lá thăm đầu tiên cho mình. Đừng có nói bóc cái chúng Hoài Linh. Hình xui anh. Rồi, cái này là không có sóc sóc được sao bóc đại. Đây. Trời ơi. Ủa sao hay vậy? Cái này không có set up nha. Dạ. Đây thiệt anh. Dạ. Anh đưa ra là không biết chứ. Hay là có khi năm lá thăm nó đều Hoài Linh hết. Hoài Linh quý ơi. Là đúng là cái duyên cả trong nghề và lẫn cả trong talk show đó, là Hoài Linh lúc nào cũng gắn liền tên tuổi với anh cả. Thật sự mà chắc phải nói về anh Hoài Linh chắc phải nói chắc một chục số quá. Anh nghĩ chắc là mấy người để qua số khác đi, chứ cái số này là đủ rồi đó. Dạ. Sao không đủ đó đó. Dạ. Không đủ đâu. Hoài Linh thì thật sự thì thời gian gần đây đó là do dịch tôi giật quá. Yeah. Thành ra là hai anh em không có dịp gặp nhau thường. Yeah. Chỉ gặp đúng một lần kỳ đó là lên nhà thờ tổ của Hoài Linh á, để mà đốt nhang cầu nguyện. Yeah. Thì gặp được Hoài Linh và nhìn Hoài Linh ở ngoài hiện giờ bây giờ thấy rất là đen, không phải là đen thùi đâu. Yeah. Nhưng mà đen đỏ. Yeah. Nhìn nhưng khỏe mạnh. Nhưng mà hỏi thì được biết là Hoài Linh lúc này chỉ tham gia phim bộ truyền hình. Dạ. Còn những game show thì dường như là Hoài Linh tạm thôi. Tạm ngưng lại. Dạ. Tạm ngưng lại. Thì nhìn Hoài Linh thì trong lòng anh á là có một cái cảm giác nó kỳ. Dạ. Thật sự là mặc dù là đã lâu rồi, anh với Hoài Linh là không có diễn chung nhau thường xuyên. Tức là vẫn có, nhưng mà không có diễn thường xuyên, rồi bây giờ gặp lại. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy là anh với Hoài Linh nó giống như là có một cái sợi dây gì nó ràng. Gắn kết. Nó gắn lại. Dạ. Ràng buộc với nhau. Là mình không có thể nào mà... Mà cái, nói chung là cái tình cảm á, tuy không có nói chuyện nhiều, không có gặp nhiều, nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy là hình như mình cũng đã gặp người đó nhiều lần. Dạ. Em như là bạn tri kỷ. Thật ra Hoài Linh là một cái người em trong nghề, nhưng cũng là một người, anh nói một cách nó hơi quá, là một người ơn. Ừ, là dạ. Cho anh có cái cơ hội để mà bước qua cái lĩnh vực hài. Dạ. Rồi từ đó anh mới mần gây gọi là mò mẫm để mà đi bước qua lĩnh vực diễn xuất. Dạ. Về chính kịch cũng như về bên điện ảnh, nhiều thứ lắm em. Dạ. Thì cũng cảm ơn Hoài Linh
anh cảm ơn rất nhiều rồi. Nhưng hôm nay chương trình của anh thì anh thoải mái, anh muốn cảm ơn bao lâu cũng được. Tại vì những chương trình khác nhiều khi người ta cho cái thời gian giới hạn. Thì anh thực cũng xin mượn cái chí tài linh mây này. À, đối với anh Tài lúc nào cũng ghi khắc trong tim mình. Em là một người em trong nghề và là một người em ở ngoài đời rất là tốt. Và em có biết một cái điều đặc biệt là anh với anh Hoài Linh đó, là cho tới bây giờ theo cái trí nhớ của anh Linh, anh thì anh nhớ anh không có bằng anh Linh đâu. Thì anh em của anh là diễn chung với nhau là trên 20 năm. Trên 20 năm. Anh có nhớ lần đầu tiên anh gặp anh Hoài Linh là năm bao nhiêu? Là Hoài Linh nói với anh là khoảng 1997 và 98. Thì bắt đầu anh với Linh bắt đầu kết hợp lại là thành một cái cặp tấu sóng thần. Thì thật ra đó anh cũng không có để ý, nhưng mà anh nhớ có một lần là anh diễn ở Đầm Sen là dịp Tết. Tết thì đi trên cầu thì đó anh vô tình đi tới cùng một lúc với Hoài Linh, thì đi trên cái cầu để đi vô sân khấu. Thì Hoài Linh tự nhiên rất là ít nói nha. Tự nhiên quay qua dòm anh Tài. Nếu mà nói về cặp hài mà diễn chung với nhau mà gần 20 năm thì anh nghĩ là em nghĩ chỉ có mình anh với em là giữ được tới giờ này. Mà giọng Hoài Linh nói rất là nghiêm túc với em, không có giỡn á. Mà tự nhiên một cái nhìn cái gương mặt của Linh nói rất là thương lắm. Là giống như là tất cả những cái tình cảm của Hoài Linh lúc đó là nói thật, nói trực tiếp với anh luôn. Chứ không có nói qua người nào khác. Đó là anh đừng, còn một câu nữa là anh thấy không, anh với em như vậy là cũng ghê lắm đó. Ghê đó, tức là ý đó là làm việc lâu dài đó. Hơn 20 năm gắn bó với nhau trên sân khấu như vậy. Có bao giờ mà giận nhau không anh? Cái điểm này là anh phải đặc biệt, mà là một cái dấu ấn nha, dấu son luôn cho mày, dấu ấn, điểm son. Anh mình Linh vô gì giận nha. Vợ chồng mà quen nhau là ở với nhau hơn 10 năm, 20 năm là đã có quá nhiều trục trặc rồi. Vậy mà anh với anh Linh hơn 20 năm nay là luôn luôn sát cánh với nhau trên sân khấu mà lại không có giận nhau bao giờ. Đúng, mà anh với Hoài Linh đều có cảm nhận là tại sao mình được như vậy, đều biết được như vậy. Tại vì rất dễ hiểu. Tại vì anh với Linh đó là không có cái sự ganh ghét ở trong này. Rồi anh chỉ có cái sự ganh đua thôi. Khi mà anh thấy Linh dỗi cái mặt nào thì anh sẽ ráng để đua theo, mặc dù chứ có thể không được đâu. Ví dụ như anh Linh giả gái là anh giả gái luôn. Mà bị cái là anh giả nó lạ hơn ta. Anh giả gái đó thì Hoài Linh giả gái đẹp. Phải công nhận. Cái dáng đẹp như con gái. Nhưng anh giả gái thì do cũng giống phụ nữ. Mà phụ nữ ở đâu đó chứ không phải là phụ nữ thước tha trong chiếc áo dài. Anh có bỏ áo dài rồi. Trời ơi, em mới thấy sợ lắm. Anh còn nhớ nha, bữa đó anh giả Phi Nhung bằng áo dài đó, đó anh lợi anh kêu Kỳ Duyên làm MC bữa đó. Anh lợi ai cũng chụp hình với anh hết nha, vui vẻ. Anh lợi anh hiểu đấy, Dương Yên chụp hình với anh bỏ chạy luôn. Nhớ lại đi, anh nhớ là có bữa là live show của Mạnh Quỳnh hay sao á. Bà không có chụp với anh. Trước khi đi bà còn vòng lại con bà nói câu này mới ghê nè: con ơi, nhìn anh thấy gớm quá. Ghê quá, anh được cái giải gái được đâu thôi. Em à, cái này đâu phải anh xin. Cái là chương trình yêu cầu. Trường Giang muốn anh giả Phi Nhung. Đúng không? Chứ anh đâu có muốn anh tự nào anh tự nguyện thì em mới có vẻ em ghê sợ anh vậy chứ. Cái này anh bị bắt buộc mà. Mà bà giới không chụp nha. Thật ra đó thì cái bài giả gái của anh với lại anh Linh, mỗi người mỗi người một vẻ mà vừa phân, không vẹn vẻ nào. Không vẹn vẻ nào. Mỗi người một vẻ mười phân mà không có vẹn Tài đó. Không vẹn Tài. Chứ vẹn Linh chứ không có vẹn Tài. Nhưng mà ông Linh ngược lại anh, ông Hoài Linh mình đó, ổng là ngộ vậy nè. Có những cái vai ổng cảm thấy là à, ổng cần một người phụ nữ rất là độc đáo. Thì ổng lại
anh Tài giả gái đi. Anh thấy không? Ổng đề nghị. Ổng đề nghị. Chứ bình thường là anh Linh là quá nổi tiếng về chuyện giả gái diễn hài. Ổng Linh gái đẹp lắm em. Dạ. Dáng rồi cái dáng đi, những cái cử chỉ đó là chính xác nữ 100%. Dạ. Anh thì không được đâu, anh làm hồi em cũng thấy có đàn ông mà. Đàn ông ta quay u thịt bắp. Dạ, vậy không có cái người phụ nữ nào mà có đi mép như anh. Không, có khi Hoài Linh yêu cầu anh phải cạo râu chứ. Ai nói anh có thể suy nghĩ nhưng mà Linh nói anh không có ý kiến. Cạo ngay. Thì hơn 20 năm đó, ngoài cái chuyện là hai anh đó là đều không có ganh ghét nhau mà là ganh đua lẫn nhau. À, đây nói tiếp. Hồi nãy mình đang nói cái này, mình em nhảy vào cái chuyện giá gái rồi mình đi mất cái thì em mới nói với anh đi. Là làm cái show mà Hoài Linh là phải 8 tập trở lên. Thì bây giờ anh Linh á là với anh á là tại vì không có ai nghĩ mình là hơn người nào hết. Tức là anh á là cái người anh biết nhận thức là mình đang đứng chỗ nào. Thì anh Linh đang đứng chỗ nào. Anh Linh cũng như vậy. Và anh Linh là một người em rất là tốt. Khi em biết mà anh Linh là nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi? Anh Linh thì đâu có nhỏ hơn anh bao nhiêu đâu, gần giáp thôi. Anh Linh là tuổi Dậu. Vậy hả? Có ai nhầm lẫn anh Linh lớn hơn anh không? Anh không nghĩ là lớn anh đâu mà nghĩ là bằng thôi. Cùng lắm là nói anh bằng tuổi anh Linh thôi. Nhưng mà tại vì cũng dễ hiểu, tại anh Linh thì ăn uống rất là kỹ. Anh thì anh ăn toàn là những đồ mà bổ dưỡng béo bở không là nó nhiều khi nhìn cái da mặt nó căng nó có da thịt. Chứ anh Linh là nhỏ anh 11 tuổi. Thì chính vì cái ưu điểm đó, thành ra là khi mà mình làm việc thì làm sao mình dẫn được. Thì anh lúc nào cũng nghe lời anh Linh mà. Thì anh Linh là anh không còn giới thiệu nữa. Đó là mọi người đều thấy là anh Linh là một người rất tài năng. Rất tài năng. Rất tài năng. Anh có nhớ là cái vở diễn đầu tiên mà hai anh em diễn chung với nhau? Tấu hài. Ra là chỉ tấu qua tấu lại thôi. Đố rồi đó, hồi xưa hay đố rồi đó. Lúc đó là anh Linh đặt lời mời trước. Linh ngỏ ý trước. Em bây giờ đang cần người diễn chung. Bây giờ em thấy anh cũng có khiếu vui vui đó anh Tài. Thôi giờ làm thử không? Thì anh thấy thật sự đó là anh thần tượng. Anh thần tượng anh Linh. Thành ra là anh Linh mỏ lời anh mừng chết luôn. Anh mừng lắm. Mà anh có thể hiện đây không? Nhưng mà không, kềm lại. Thể hiện kính. Thôi để anh làm thử nha. Nếu không được thì thôi. Anh trở lại băng nhạc. Không, anh làm được mà. Yên tâm. Và cái đó lúc sân khấu nào anh? Diễn ở Atlantic City. Ở New Jersey. Mỹ á. Thì bữa đó anh có trao đổi nhiều rồi trên báo chí rồi là anh còn làm ban nhạc và anh ra anh diễn hài nữa. Lãnh được hai đầu lương. Có khớp không anh lúc mà diễn hài? Khớp chắc chắn rồi em ơi. Em nói chứ nhiều khi anh em ngồi nói chuyện như vậy tại quen rồi đó. Chứ lần đầu tiên mà đi hỏi chuyện mình ai hỏi mình gì mình rất là sợ. Thì anh cũng sợ chứ. Mình nói chuyện bình thường đã sợ rồi, huống chi bây giờ mình đi ra mình nói sao cho người ta cười. Không có dễ em. Không có dễ đâu. Không có dễ đâu em. Có nhiều người ngồi trong bàn nhậu hay là ngồi bàn tiệc đó, trong gia đình nói chuyện rất vui. Cười khá, cười quá trời. Mà cười lên sân khấu, nói mày cười. Thì anh là anh sợ. Đó là cái duyên sân khấu. Thì nhưng mà bữa đó có hai người anh không quên được là bà xã anh, Phương Loan, bé heo đó. Và một người nữa là mình cũng đã nói chuyện qua rồi là bé cẩu, đó là Dư Quỳnh. Là hai chị em đứng rất là động viên. Anh nhớ nhất là bà xã anh thì nói là ra đừng có rung nghe. Còn Dư Quỳnh thì lúc nào cũng nói anh ra nói từ từ. Anh đừng có nói lẹ quá, người ta không có nghe, người ta không có cười. Hai chị em có nói mà thật sự đó, anh nói thật nha. Nói cho hai chị em biết là anh nhớ mang máng thôi chứ cái tay anh lùng bùng. Anh lo tại vì em biết một tiểu phẩm dài gần 25 phút. Mà không được tập nha em. Ông Linh mình là sư phụ mà. Ông chỉ dặn cái điện, ông gọi điện thoại, ông nói anh ơi em nghe, nói anh trả lời nha. Vậy nha anh. Còn anh muốn đứng đâu tùy anh. Không tập luôn. Không tập. Anh nói cho em nghe là ông gọi Linh mình đó
Lúc đó mà lần đầu tiên diễn với anh đó, ông chỉ gọi điện thoại. Mà hồi xưa mình đâu có cái điện thoại mà thông minh như vậy. Đâu có thâu được em. Anh phải lấy cái máy cassette. Rồi anh bật cái speakerphone của cái điện thoại nhà. Anh bật lên. Ông nói là chuẩn bị nha anh. Rồi bắt đầu. Ông nói là khi mở màn ra thì anh đi ra trước. Trời ơi. Cái gì vậy em? Tại sao em không ra trước? Em là người đang nổi tiếng. Em phải ra trước, anh ra sau nó mới đỡ chứ. Không, anh ra trước. Cái kịch bản là anh ra trước. Mà lần đầu tiên diễn là càng khớp. Là thấy bắt đầu nhũn là nhũn não rồi đó. Cái ông nói là bắt đầu nha anh. Rồi là em làm gì, anh làm gì, anh làm gì em? Thì anh ra anh đứng ở đi. Rồi anh giao lưu với khán giả vài câu. Chứ có gì vậy trời. Rồi nói giao lưu gì em? Thì anh muốn nói gì anh nói. Ê, đừng có giỡn em phải giúp anh. Phải ra nói cái gì? Thì ông biết cười, ông nói ra nói vậy nè. Giờ tôi có thằng con hay có thằng bạn gì đó. Vậy trong kịch bản vậy đó. Rồi xong rồi đang nói thì em đi ra. Rồi xong rồi bắt đầu. Em nói cái này thì anh trả lời cái này. Anh đố em cái này thì em trả lời. Em đố là anh. Rồi thôi. Đố. Đố. Rồi còn hát. Để đoán. Rồi em mới mở thêm. Mệt lắm rồi, mình sợ lắm. Mà thâu lại thôi. Xong nha, xong rồi xong nha, rồi xong anh vậy bữa đó gặp nha. Cúp. Anh biết khi mà cúp cái cuộc điện thoại đó không là anh nói thiệt, mồ hôi anh thế này nó bắt đầu nó lấm tấm rồi. Anh nói trời ơi, giờ không biết hồi giờ ông đã kêu lại cái người bộ show đó, thôi xin quỷ cancel đi. Sợ em. Tại vì em biết cái chương trình, mỗi cái chương trình lúc đó là anh phải viết cho ban nhạc ấy nha, là gần 30 bài. Chương trình đó nó dài lắm. 30 bài mà giờ thời gian viết và rồi còn tập với bài nhạc, rồi còn học cái tiểu phẩm này làm sao? Thôi chắc cancel. Nhưng mà suy nghĩ lại, đừng làm gì ổng sẽ buồn. Ráng học. Học thuộc lòng luôn đó. Rồi trước khi ngày giờ diễn là quan trọng. Em biết thường thường anh ra anh diễn một cái chương trình đại hội không bao giờ mà anh hồi hộp. Anh Đờn rất tự tin. Anh thấy anh Đờn là gì rất tự tin đó. Mà bữa đó anh Đờn nó chỉ trung bình. Đó là bao nhiêu cái phần năng lượng của anh á, nó nằm nó sẽ là ê lát ra nói gì không trả lời, rồi cái thứ tự nó nha, abcd nó trật cái là chết. Là đâu có được. Là coi như là 1.5 tiếng đờn đó là anh không phần tâm, có đọc hết hồn mình dùng cái tiếng đàn của anh nữa. Rồi bắt đầu hồi hộp, nhất là còn một tiết mục nữa tới mình là bắt đầu là coi như là người hoàn toàn tê liệt, thần kinh coi như là chỉ tập trung đó thôi chứ không có nghĩ mình đang đánh cái gì. Mà anh cũng khôn nha, anh lựa cái bài của nó, anh có cái bài đó anh không có đánh nhiều. Để anh ngồi relax. Nghỉ. Rồi bắt đầu vừa nó xong rồi MC ra là chạy vô. Vừa thay đồ nha. Mà em biết cái khu mà anh đang đứng đờn đó, anh sợ chứ cái gì không? Anh sợ là khi mà mình đi trở ra đó là người ta không có chấp nhận. Tại vì người ta đã nhìn mình trước đó 1 tiếng mấy rồi. Bây giờ mình đi ra tao thấy tức cười đâu. Không có gì lạ cả. Không có bất ngờ. Ví dụ em núp ở trong đó đi ra thì ô wow, đang vỗ tay rồi. Anh lo quá em, anh đã sợ dứt là cái đó. Mà khi ra mà không vỗ tay mà người khác ông Linh đúng ra mà vỗ tay là mình còn chết nữa. Mình còn mất tinh thần nữa. Lo lắng vô, anh chỉ lo đó thôi. Rốt cuộc chắc là tổ đại. Trời thương tổ đại. Anh vừa, anh cũng bận vào đồ đó thôi. Bộ đồ ăn nhạc, áo sơ mi. À không thay đồ luôn. Không có thay đồ đâu, bây giờ thay đồ đâu em. Em xin giới thiệu chút xíu mà. Vô lấy áo vest khoác rồi thôi. Cho nó khác đi là mình ban nhạc. Đi ra. Mới vừa đi. 3-4 bước, bước ra. Hình như nó cười. Không biết cái mặt mình nó sao. Mặt cũng là cái mặt đó mà sao kỳ vậy anh? Cũng là anh cái mặt đang đánh nhạc, anh biết sao. Đứng lắm. Chứ có lẽ là một phần là tại vì lúc anh sợ. Anh lo. Cái mặt anh nó nhìn nó kỳ. Sợ sợ nó ra nhìn. Là có động lực rồi. Rồi giờ vậy mà tiếp tục diễn. Nhưng cái buổi diễn đó anh vẫn quên nha. Thế lúc đầu anh vẫn quên. Giống như bây giờ anh hát vậy đó. Bài hát mới là lúc nào anh cũng phải vấp hoặc là quên một vài chỗ. Thì cái đó cũng y vậy. Nhưng mà khán giả cũng không phải là một cái gì đó quá lớn đúng không anh? Khán giả bỏ qua cho cái những cái cười, tại vì người ta tập trung vô lên. Hôm đó là bao nhiêu khán giả? Nhưng mà đỡ một cái là mình đưa banh được. Chứ mà đưa trước quớt ổng đá hụt cẳng là cũng chết.
thì ông vô thì ông nói là được lắm anh. Ừ. Ông nói vậy đó, được lắm anh. Dạ. Ông nói vậy thôi nha. Khoảng bao nhiêu khán giả? Cái khán phòng đó anh nghĩ là nó không dưới 1.000 người đâu. Ừ. Không dưới 1.000 người đâu, wow. Khoảng trên 1.000 người. Ừ. Tại vì sòng bài vẫn là sân khấu rộng lắm. Ừ. Cười dữ lắm. Dạ. Ông thấy vui rồi. Đó là kỷ niệm đầu đời đó. Kỷ đầu niệm đời. Kỷ niệm đầu tiên với lại anh Hoài đầu Linh. Đầu tiên với Hoài Linh. Ừ. Và sau đó là hai anh em là được Đức làm tới đúng không anh? Được Đức làm tới. lắm. Dạ. Nhưng mà anh có nhớ có một người nha em. Không biết anh có nên nói ra không, nhưng mà thôi dịch. Trước thì mình giấu tên đi. Dạ. Là người đó cũng trong nghề. Thì sau đó là cái người bầu show đó, cậu đó có lời có nói với anh. Cậu nói là hồi nãy anh diễn á, là cái người đó đó, người ta nói với anh, em mới hỏi cái cổ là anh tài diễn nhìn thấy được không? Ừ. Thì cái người đó ta nói vậy. 10 năm nữa không biết có hay không? Ừ. Em thấy không? Đây là sở dĩ mà anh muốn nói ra đó, để cho biết là mình phải tập cái đức tính mà đừng có nản. Đó là trong cái nghề của mình. Dạ. Người ta hay nói là hay, cô ca sĩ có ai ưa ai đâu. Ừ. Thì đây anh cũng bị, chứ không phải không. Anh không phải là xuất hiện mà lần đầu là anh thuận lợi đâu. Và khi anh nghe cái câu đó rất là buồn. Em buồn chứ, dạ. Em buồn chứ. Mà anh nghe trực tiếp, không phải trực tiếp đúng không anh, từ một cái người không, nào đó. Không, trực tiếp là anh còn chết nữa. Dạ. Trực tiếp là chắc anh bỏ luôn á, thiệt. Đúng không? Dạ. Tại vì mình quan mà mình đâu biết mình có làm được hay không. Mà cái người đó thấy gì ta động viên. Ừ. Thì ta lại nói câu đó. Dạ. Thì cái cô bầu xô, cô không ác ý, cô chỉ nói lại là cô đó, cái người đó ta nói như vậy với em. Nhưng mà không, em thấy ổn. Ừ. Em thấy được anh. Dạ. Thấy không? Em nói ok, anh cũng cảm ơn. Nhưng mà thật ra trong thâm tâm anh lúc đó đó, anh nghĩ là được. Nếu mà người đó nói như vậy thì anh sẽ chứng tỏ cho người đó, đó. Chưa tới 10 năm. Ừ. Anh sẽ làm trên trung bình. Và 10 năm là thành danh luôn. Chưa tới 10 năm. Chưa tới 10 năm, dạ. Một năm sau là anh đã nhiều show rồi. Ừ. Sao anh bỏ nghề hát luôn? Bỏ nghề đàn luôn. Bỏ đàn. Bỏ đàn. Bỏ nghề đàn. 1,5 năm, 2 năm. 1,5 năm, gần 2 năm mới bỏ đàn. Dạ. Là tại vì bỏ đàn là tại vì bà xã anh nó kêu bỏ. Dạ. Bà nói thôi giờ anh đi làm hài được rồi thôi. Em thôi lại phân tâm nữa, vừa lên vừa đánh đàn xong mà đợi tới lúc diễn hài lại phân không, tâm. Không, bây giờ nó tới cái quan trọng vậy, giai đoạn này quan trọng là bộ show nó không mướn đợt nữa. Nó nói thôi, để em kêu bà nhạc khác. Nhẹ tiền hơn bà nhạc anh, để anh đi đóng hài đi. Dạ. Vậy đó. Rồi, cảm ơn anh Chí Tài rất là nhiều. Và thưa quý vị, đây là những câu chuyện mà lần đầu tiên anh Tài kể với lại danh Hoài Hoài Linh. Và chắc là sẽ còn rất rất là nhiều chuyện hay nữa. Chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút nữa nhé. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với talk show Chí Tài Linh Mây. Thưa quý vị, anh Chí Tài đã chia sẻ với chúng ta những câu chuyện đầu tiên với danh hài Hoài Linh. Và chắc chắn là sẽ còn rất rất là nhiều những câu chuyện nữa mà chúng ta sẽ cùng nghe anh Chí Tài chia sẻ. Vâng thưa anh, hôm 20 năm làm nghề cùng với anh Hoài Linh thì chắc rằng sẽ có rất là nhiều những kỷ niệm cùng với anh Hoài Linh. Kỷ niệm buồn có, kỷ niệm vui có. Nhưng em muốn hỏi anh là có bao giờ mà hai anh em bị tổ trác trên sân khấu chưa? Tổ trác hả em? Dạ. Thật sự thì cũng không có tránh khỏi đâu em, nhưng mà nó ít thôi. Dạ. Đó là thí dụ như là bây giờ nói với anh trước đi. Anh thì em biết rồi đó, trong cặp của anh Hoài Linh với anh đó thì anh là người nó chậm lắm. Dạ. Hoài Linh nói hoài. Dạ. Nói anh chậm. Nhưng mà thật ra cái chậm nó cũng là một cái nét của anh đó. Không phải, nhưng mà nó xanh chậm, học kịch bản chậm quá. À rồi. Tức là nhiều khi quên đó, thì thật sự nó có quên thiệt. Cái nào mà những cái tiểu phẩm nào mà đầu tiên diễn đó, là ra chỗ nào ít nhất anh cũng phải quên một chỗ. Ừ. Nhưng mà có khi nó nghiêm trọng. Tại vì cái móc đó là nếu mà quên cái đó thì nó sẽ hỏng nguyên cái đường dây kịch. Nhưng mà có đôi có lúc đa số anh bị quên là không sao. Cái gì có thể xí xóa đó. Yeah. Thì anh là mỗi lần mà anh bị tổ trác là có nghĩa là sao vậy nè. Nó cái gì nè em. Có một cái điều này anh muốn chia sẻ tới quý vị như em đó là. Cái này anh không tin cũng không được. Là có một lần anh quay một chương trình Bani Banai. Bữa đó là thường thường những chương trình khác thì trước khi ra sân khấu anh đều rút ngang và khấn tổ, bái tổ. Cái ngày hôm đó không biết tại sao anh lại
không 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 lại đi ngang cái chỗ bàn thờ rất nhiều lần. Mà không, anh biết là anh do là anh bận hay là sao đó, xui khiến hay sao anh không rút nhang. Thì lúc đó anh diễn á, quên em. Mà quên cái mốc nó quan trọng. Nó nếu mà nhớ thì cái kịch nó sẽ đi liền lạc. Cái này quên nó mà đang nó, đang quay nó hình cho Thúy Nga luôn. Nó bị trục trặc. Dạ, mà lúc đó đang quay hình cho Thúy Nga. Đang quay live. Ừ. Là anh vô rất là buồn. Dạ. Anh buồn lắm. Thì anh không biết anh là anh có nhớ là số mấy không anh? À, anh nhớ cái kịch thôi chứ anh nhớ số. Cái số là kịch anh có hai cái anh bị mà anh đều sợ hết. Ừ. Là anh muốn chia sẻ cho mọi người biết là tại sao anh bị. Dạ. Mới nói cái gì thấy ghê vậy trời. Anh vừa mới nhắc tới cái chuyện không có cúng tổ á là ở đây nó có cái hướng, gần đây có cái cột đèn gì không? Dạ, gần đây nó có một cái hầm đá anh. Ờ, thì không sao. Khai thác đá. Thật sự là như vậy, giỡn thôi. Không có nghiêm trọng gì đâu. À, như vậy là có một cái vở anh đóng với anh Minh với lại Hứa Minh Đạt. Thì anh quên rất quan trọng. Anh quên hình gần như là hai vở lần. Dạ. Anh đều bị quên hết. Là anh quên là cái kịch nó gần như là nó bị out luôn. Ừ. Nó ghê không? Là cũng may là bữa có đó có chữa cháy được không anh hay là nó chữa cháy được là hên, là bữa đó quay được hai suất. À, có một kịch quay được hai suất. Dạ. Là live show của Thanh Tuyền. À dạ rồi, tức là em biết anh quên đến nỗi bị black out đó, anh kịp black out đó là dạ, bị quên hết, đứng là như từ hải luôn trên sân khấu luôn. Nè, anh là anh nè, còn em là Hoài Linh với Hứa Minh Đạt. Anh nhớ Hứa Minh Đạt nhắc luôn. Ừ, mà anh cũng không nhớ được cái chi tiết mà luôn. Không biết là ông nói cái gì. Ừ, tới vậy luôn á. Dạ, tức là em thấy nó rất là nguy hiểm luôn. Dạ rồi, anh sẽ nói lý do tại sao. Ừ, còn một cái kịch nữa là anh đóng với lại cô Hà Thanh Xuân, cô Việt Hương, Hoài Tâm, Thúy Nga, anh nhớ rồi, về đi nha. Anh là cái người tập cho cô Hà Thanh Xuân rất kỹ, tại cô Hà Thanh Xuân có đó là cổ mới, không phải có đóng kịch là trước đó rồi chứ mà. Dạ. Lần đầu tiên có làm việc với nhóm kịch chứ nha. Dạ. Thì anh là người tới tập cho cổ thường xuyên. Ừ, tập rất kỹ. Dạ, lo tập cho cổ quá thứ phiên quên của mình. Dạ, thì ra nó đúng cái mốc quan trọng. Ừ, cái câu đó thì nó mới dẫn tới những cái câu sau. Anh quên luôn. Ừ, mà cô đứng có bấm tay anh cũng nhớ. Dạ, có bấm. Mà lúc đó có chữa cháy được không anh? Hả, có chữa cháy được không? Không có chữa được. Ừ, hư luôn. Anh về anh buồn lắm. Dạ. Sau này anh mới nghiệm lại những cái lần, những cái trường hợp nó xảy ra, anh mới biết là lý do tại sao. Thứ nhất, nói về tâm linh, là mình phải khấn vái tổ, mình xin tổ nghiệp cho mình có một cái sức khỏe, một cái đầu óc minh mẫn, và cho mình chút cái mình cái duyên mình ra sao. Dạ, mình làm tròn cái nhiệm vụ người nghệ sĩ. Thứ nhì là do ai? Là do mình. Dạ. Mình không biết ngồi để tập trung về dưỡng sức mà không chịu quay hình mà nó rất là dài. Mình phải biết tìm cách mình nhắm mắt mình ngủ cho nó tỉnh táo. Dạ. Và phải ăn uống cho nó có chất chứ không phải nhịn đói. Và đặc biệt một điều rất quan trọng là cái gì? Trước giờ diễn mình nên cool down, nghĩa là ngồi lại tĩnh tâm lại. Đừng có lo giỡn. Tại vì có những nghệ sĩ, anh nói thí dụ, anh nói thẳng lên luôn. Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang, Việt Hương, Hồng Vân, thí dụ. Những người vân vân và vân vân. Những người trời cho. Đúng không? Tự Long. Xuân Bắc, Xuân Hinh. Những người ngoài Bắc. Người trời cho người ta cái khả năng. Trước khi lên sân khấu. Người ta có thể ngồi giỡn bình thường. Nhưng khi ta sân khấu ta vẫn làm được. Nhưng riêng mình không có làm gì được. Mà mình vô tình, mình sơ ý thì mình sẽ bị lãnh cái hậu quả là như vậy. Anh rút kinh nghiệm từ đây sao? Lúc nào cũng tập trung. Ngay cả nói chuyện với em bây giờ anh cũng tập trung mà. Cảm ơn anh rất là nhiều. Một cái câu chuyện nghề thưa quý vị của anh Chí Tài vừa chia sẻ với chúng ta về những lần tổ trác của anh, và những lần tổ trác này rất là nặng đúng không anh?
Hoài Linh cũng có quên. Dạ. Nhưng mà không có sao. Ổng lanh lắm. Ổng lanh, dạ. Ổng ví dụ ổng có lướt qua, ổng bỏ một nhịp thôi. Rồi mình vừa nhắc là cái trời ơi. Kéo mà kéo một cách khéo léo. Dạ. Không biết. Dạ. Ở dưới không biết luôn. Mọi người sẽ có một cái cách phản ứng tình huống khác nhau. Đúng. Đúng. Thì anh Hoài Linh như anh nói là một người rất là lanh lợi trên sân khấu, có thể tình huống phản ứng rất bất cứ tình huống nào xảy ra. Đó, ổng là giống như là cung thủ vậy đó. Dạ. Bắn một lúc ba mũi tên luôn. Cảm ơn anh Chí Tài rất là nhiều. Em có một cái thắc mắc, đó là anh là khá là thân với anh Hoài Linh. Ừ. Thì có cái tính gì của anh Hoài Linh anh không thích không? Hay có ở điểm gì mà anh Hoài Linh mà anh cảm thấy là anh cần Hoài Linh sẽ còn có thể làm tốt hơn nếu mà khắc phục được cái điểm đó? Hay là anh Hoài Linh là quá hoàn hảo rồi? Anh Linh thì hoàn hảo nhưng mà anh Linh có cái này. Ừ. Và anh bây giờ anh cũng muốn Hoài Linh chia sẻ với Hoài Linh luôn. Và Hoài Linh á ít chịu tập lắm. À. Linh, anh hỏi tại sao em không tập nhiều, ông nói là tập nhiều em bị chai. Ừ. Ông vậy đó. Dạ. Chứ thật ra là ông Linh mà ông tập còn chết nữa. Ừ. Ông Hoài Linh mà ông tập là còn siêu đẳng hơn. Dạ. Tại anh có chứng kiến có những vợ cải lương. Ừ. Không phải cải lương luôn à. Dạ, dạ. Hay lắm. Dạ. À, cải lương rồi hoặc là kịch dài á. Mà Hoài Linh chịu tập là ôi trời ơi. Không làm diễn là thôi. Nó nói diễn viên diễn dung còn bị xì. Ừ. Cũng như là khán giả. Dạ. Thích lắm. Nếu chịu tập. Dạ. Nhưng mà Linh thì có lẽ là. Có phải là anh muốn giữ cảm xúc cho nó mới không ạ? Theo thì anh thì có nhiều lần anh hỏi thì ổng cứ im, ổng nói gì. Ừ. Bắt đầu anh tưởng là chắc ổng làm biến. Dạ. Nhưng mà sau này không phải. Ổng nói là thôi tập nhiều quá cái em bị giống như bị chai á. Dạ. Em nhưng mà ổng sửa, bình tập thì ổng sửa là hay à. Ừ. Linh hay à. Ừ. Không còn có những cái ý kiến rất là hay, những cái mảng miếng mà trong kịch bản không có đâu. Ừ. Hay nhưng mà vậy liệu thì em nghĩ rằng có cái hay của cái điều đó là cảm xúc luôn mới. Nhưng mà có đúng một cái không biết không hay hay không là nhiều khi lại làm cho những người diễn chung á, họ không chuẩn bị sẵn tinh thần. Đúng không anh? Tại nhiều. Vậy, tại sao người ta nói anh với anh Linh là cặp bài trùng? Dạ. Tại vì anh biết. Ừ. Là khi anh ảnh mà ảnh bung mấy cái miếng mà không có trong đó thì anh thích nghi theo được. À. Anh theo nổi. Dạ dạ. Chứ không phải nhiều người là không biết bây giờ làm sao mà trở lại cái đường dây đó. Dạ. Thiệt. Dạ. Mà anh thì được cái đó. Dạ. Anh hiểu anh là. Dạ. Đó là chuyện trên sân khấu, còn ở ngoài đời có cái tính cách hoặc là có cái gì mà anh Linh mà anh cảm thấy phải nên sửa hoặc là thấy là tôi không chịu nổi ông này ở chỗ đó. Anh thấy thì thật ra ngoài ở dưới sân khấu, ngoài sân khấu thì anh thấy anh Linh ảnh có cái gì phải sửa chứ. Tại vì ảnh á thật sự là anh Linh là một người rất là tốt. Ừ. Lúc nào cũng nghĩ cho những thế hệ sau mình hoặc là trước mình luôn. Dạ. Linh có một cái điểm mà sở dĩ mà anh dám vỗ ngực nói là cái điều đó là anh nghĩ là đúng. Ừ. Chính xác là tại vì anh đã làm việc với Linh trên 20 năm. Dạ. Anh Linh người rất là tốt dạ. Thật nhưng mà tốt giả. Dạ. Có nhiều người tốt giả. Dạ. Có nhiều người ngoài mặt mình đó. Trời ơi em ơi em khỏe không, anh chị thương em lắm, lúc nào cũng là ái mộ em. Nhưng mà sao Linh không biết người ta làm, đôi khi làm những cái chuyện mà mình không vui, kinh thiên động địa đúng không? Dạ. Mình nó không vui thôi, kinh thiên động địa thì quá sức. Dạ, dạ. Nhưng mà anh Linh không có. Ừ. Anh Linh khi mà anh nói chuyện nhà là anh xuất phát từ cái tấm lòng, dạ. Cái trái tim của anh. Ừ. Anh hiểu đó lý do tại sao mà anh với anh Linh không nói chuyện nhiều nhưng dạ. Vẫn coi nhau như anh em. Ừ. Anh làm em sao tự nhiên em thấy anh Linh hoàn hảo quá, cái gì cũng tốt, trên sân khấu cũng tốt, ở ngoài đời cũng tốt. Bây giờ em không tin thì em cứ đi hỏi thăm tất cả mọi người đi. Dạ. Anh không nói riêng về vấn đề hài đâu nha, cả những về ca sĩ luôn. Dạ. Em coi anh Linh là cái người tốt như thế nào. Dạ. Em sẽ biết chứ. Dạ. Anh nói giống như người ta nói ồ ông này tại vì ổng là partner với ông Linh, thật ra ổng tân bốc ổng hay là gì, không có. Dạ. Anh nói là sự thật. Dạ. Tại anh vậy thôi, hỏi cái khác đi, ví dụ như là không phải tính xấu nhưng mà có một cái thói quen nào của anh Linh mà anh nghĩ là nên thay đổi sẽ tốt hơn cho anh Linh. À
Hồi xưa thì anh Linh anh hay thích casino, anh thích đánh bài lắm. Em nghĩ này không phải mình anh Linh, nhiều quá, anh thấy có nhiều nghệ sĩ cũng vậy. Anh thích giải trí á. Dạ. Anh thích vài giờ rảnh rỗi thì anh. Dạ. Yeah, yeah. Nhưng mà nhiều khi anh giải trí, tới sáng giờ diễn luôn anh cũng quên luôn. Lâu lâu thôi chứ không phải làm thường xuyên. Yeah. Thì anh thấy cái đó thì nếu nên anh giảm bớt nó thì chắc đỡ. Dạ chắc giảm. Tại anh chỉ lo là ảnh đóng tiền điện nhiều quá. Cái đó là không phải thằng xấu đâu, nó là một cái hobby của người ta, một cái sở thích của người ta, không có. Nhưng mà nếu Linh mà ảnh giảm nó thì đỡ. Nhưng mà chắc giờ chắc ít rồi đó, ít nhiều. Không, bên Linh thì thấy bỏ nhiều, ít nhiều. Lo vui thú điền viên, lo chăm sóc cây kiểng trong cái nhà thờ. Nhìn ảnh rất thương, thiệt. Anh ngồi nói chuyện với em, không biết cái số này lúc mà mình để lên YouTube đó là không biết tới khi nào anh mới nghe được. Anh nghe thì nó sẽ hiểu là mặc dù anh không có nói chuyện nhiều trên điện thoại với anh, cũng ít hỏi thăm lắm. Thì anh nghĩ là một người tốt như anh thì lúc nào cũng khỏe rồi. Lúc nào cũng có nhiều điều may mắn tới với Hoài Linh. Thì chắc là nhân cơ hội này chắc là anh sẽ có một vài lời gửi cho anh Hoài Linh, chúc anh Hoài Linh về mặt sức khỏe cũng như là công việc và cuộc sống của anh. Thật ra thì hôm nay cách đây vài bữa thì anh cũng có nhắn tin cho em đó Linh, để anh hỏi coi là anh em mình bắt đầu làm việc là năm mấy đó em. Anh nhắn, anh gọi điện thoại thì anh biết là em ít khi nào em bắt điện thoại, anh mới nhắn tin Viber. Thì anh mừng quá, anh thấy em nhắn lại là 1997 với 1998. Thì anh mừng quá là anh thấy em có thời giờ trả lời điện thoại, trả lời tin nhắn của anh, đặc biệt là Viber. Thì anh mới nhắn thêm cái tin là em khỏe không, là tính hỏi thăm để mình hâm nóng là cái tình cảm anh em. Tới giờ không thấy trả lời. Vậy coi chừng ai cầm máy anh trả lời giúp anh. Không có, anh biết chắc em bận đúng không Linh? Không sao, em bận không sao đâu. Anh sẽ một vài ngày nữa anh sẽ lên nhà thờ tổ, là anh sẽ gặp em, lúc đó em cũng muốn trốn cũng không được đâu. Chắc là vợ Linh bận. Thì anh tưởng đâu là ai lấy máy của anh nhắn. Chứ thấy ông này bình thường có hỏi tôi đâu, sao tiện giờ lại. Anh tưởng là cái ông quản lý, ông Phương, ông lấy không trả lời. Anh cũng nghĩ thôi, anh nghĩ không có gì đâu. Thôi giờ mình đừng có nghi ngờ. Nghi ngờ sao mà anh em được, đúng không? Thì thôi, không sao. Đó là lý do tại sao mà anh với Linh không bao giờ không bao giờ giận nhau. Là cho mình phải hiểu người em, mình hiểu người anh mình, là cái tình cảm người ta như thế nào. Chứ đừng có nghe, có đôi lúc như vậy nha em, có đôi lúc nghe người ta nói xấu á. Người ta nói là ông Linh ông nói anh như thế này thế này. Anh phải gọi là liền. Mà không phải mình Linh đâu, tất cả mọi người. Anh đều gọi là anh phải tìm hiểu là cái đó là phải đúng hay không. Đúng không? Chứ đừng có cái anh có ông bạn cũng nghe tự nhiên mới quen thời gian tự nhiên bận không trả lời tin nhắn, không trả lời điện thoại luôn. Nó là sai. Sai, không nên làm vậy. Mình làm, mình nghe ai bất cứ ai nói gì cái người bạn mình phải đi tìm hiểu, phải mặt đối mặt. Mình nói chuyện. Thì mình mới sống nó vui được. Chứ trong lòng em cứ canh cánh là người đó xấu với mình. Chi vậy? Tự mình bỏ thuốc độc cho mình chết. Đúng không? Quan trọng nhất là sự tin tưởng lẫn nhau. Đúng rồi. Giữa hai người bạn và hai người đồng tin nghiệp. Tưởng nhưng mà em cũng phải mặt đối mặt. Chứ không phải là em giữ trong lòng không được ở đâu, không tốt. Em cũng vậy. Em làm vậy ra cũng nên vậy nha. Mà chắc là như anh điêu hơi quá xa, chúng ta đang quay lại là anh những lời chúc cho anh Hoài Linh. Thôi sai đó em, anh sai nha. Thôi anh chúc em là trong cái mùa dịch này em vẫn hoạt động bình thường, không cần phải làm nhiều. Tại vì tuổi anh với em bây giờ thì mặc dù em trẻ hơn anh nhưng mà anh nghĩ là em bây giờ cái ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của em là em có một cái cơ ngơi là nhà thờ tổ, để em là nơi em thờ những vị tổ nghiệp của mình, cũng giống như những vị thánh của bên hội tâm linh của em. Thì anh chúc em sức khỏe lúc nào cũng khỏe và không bao giờ thấy mệt mỏi,
trên con đường nghệ thuật của mình. Cảm ơn anh Chí Tài rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe Talk Show Chí Tài Lên Mây cùng với một số rất là đặc biệt, đó là những chia sẻ của anh Chí Tài với anh Hoài Linh. Chúc anh Hoài Linh luôn luôn trẻ, khỏe và vui tươi. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những số sau. Xin chào quý vị. Hãy subscribe.